ca sĩ Thanh Hà nhận ra gì ruột chính là mẹ đẻ sau 20 năm, xuất hiện trong tập 1 sau ánh hào quang. Thanh Hà khiến khán giả khóc cười với câu chuyện cuộc đời mình, nữ ca sĩ kể chị có tuổi thơ cay đắng, đường tình duyên lận đận trùng chuyên. Nữ ca sĩ tự nhận cuộc đời mình là một đường tròn chưa bao giờ khít, vì những lỗ trống trong lai lịch, nhân thân, từ nhỏ đến bây giờ, chị luôn khát khoải một nỗi niềm. Cha mẹ mình là người như thế nào, mình sinh ra vào giờ, ngày tháng nào. Chị kể khi mới hơn 2 tuổi, chị đã rời vòng tay mẹ và được vợ chồng một người dì mang đi, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Người này trên giấy tờ là mẹ Thanh Hà, 17 năm sau, ngày chị sang Mỹ định cư thì người mẹ trên giấy tờ tiết lộ cho chị sự thật mà cả gia đình chôn giấu bấy lâu. Đó là người thực sự là mẹ ruột của chị, không ai khác chính là người nữ ca sĩ gọi bằng dì 10. Thanh Hà nhớ lại lúc nghe tin đó, cảm giác mình bị trời đánh. Trở về nước nhiều lần xong chị chỉ gặp lại mẹ ruột một lần. Chị thừa nhận vẫn giận mẹ vì không hiểu vì sao, bà lại từ bỏ mình, ngày giờ sinh của mình bà cũng không nhớ. Thanh Hà kể lại trong nước mắt, một lần gặp bà tôi hỏi vì sao má bỏ con, bà chỉ trả lời má có nỗi khổ, bây giờ con đủ lông đủ cánh, muốn nói má sao chả được. Tại chương trình, Trấn Thành bất ngờ tiết lộ mẹ ruột của Thanh Hà có tên thật là Nguyễn Thị Mười và cũng hiện diện trên sân khấu ngay lập tức ca sĩ hải ngoại bật khóc hoảng loạn vội trốn sau ghế vì không dám đối diện với người mang nặng đẻ đau mà mình ngỡ là gì ruột gần 20 năm đối diện với mẹ ruột tại sân khấu thanh hà nói cảm ơn gì đã tới đây cảm ơn chương trình đã cho tôi gặp lại mẹ ruột của tôi đến hôm nay tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà không chỉ là tuổi thơ đầy nước mắt chuyện tình duyên của chị cũng nhiều sóng gió thanh hà gặp người chồng đầu tiên là em hồ anh là người hoạt động trong lĩnh vực địa ốc, rất giàu có ở Mỹ. Anh từng lái xe liên tục 8 tiếng để mua visa tặng Thanh Hà, sau một buổi diễn. Một năm sau, Andy Hồ đã cầu hôn Thanh Hà bằng chiếc nhẫn 5 cara. Biết được Andy Hồ đang sống trong một gia đình, có đông anh chị em, bản thân chị lại khao khát được sống trong một mái ấm thực sự. Thanh Hà đã chấp nhận kết hôn cùng nam doanh nhân. Những tưởng sẽ hạnh phúc viên bản, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên ấy đã lụy tàn, khi con chung của Thanh Hà. Andy Hồ, chỉ vừa tròn 17 tháng, tâm sự với Trấn Thành. Thanh Hà thừa nhận lỗi làm hoàn toàn là do mình, nữ ca sĩ nghẹn ngào nói. Tôi vừa muốn là vợ nhưng vẫn luôn muốn mình là ca sĩ. Người yêu có thể rời xa mình bất cứ lúc nào, nhưng âm nhạc thì không. Vì thế, cô đã chọn âm nhạc và có lỗi với gia đình. Đến cuộc hôn nhân thứ hai thì Thanh Hà miêu tả như một cơn lốc và ra đi như một cơn gió thoảng.